Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, hỡi nên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, chúng ta đang nghe phúc âm của Thánh Matthêu chương 6 câu 7 đến câu 15. Thì ngày phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay quá gần gũi, quá rõ ràng, dễ hiểu quá rồi. Kinh Lạy Cha nhắm mắt vô ai cũng đọc, chỉ có điều là đọc nhanh đọc chậm thôi. Thì kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ, nếu bây giờ có một người hay một cha nào đó hỏi quý cụ, quý bà và hai anh chị em là mục đích của ông ta ngay tại giây phút này, mục đích của chúng ta sống là để làm cái gì, quý cụ, bà và anh chị em sẽ trả lời như thế nào? Bà cố, mục đích của mình sống là để làm gì? Để thờ phượng Chúa nhá. Đấy, cảm ơn đấy bà cụ Triển. Sơn, sống làm gì Sơn? Sống là thờ phượng Chúa nhá. Chỉ thờ phượng Chúa thôi vậy đấy. Rồi có gì nữa không? Cái gì? Cái việc lái xe à? Cầu nguyện thờ phượng Chúa để cho danh Chúa được cả sáng cũng được. Còn có ai cái kiến gì nữa không? Còn nhiều lắm. Thật sự là mình có nhiều. Có lẽ là mỗi người có một cái tự do riêng, có một cái bầu trời riêng, có khung trời riêng để chúng ta có đặt ra cái mục đích của cuộc đời của chúng ta sống. Không ai cấm cản được và cũng chẳng ai bắt ép được. Ấy, nhưng mà tuy nhiên phần phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay, cái kinh Lạy Cha này nó cũng nhắc nhở cho chúng ta là cách đây gần 10 năm khi mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã năm 2, chính xác hơn là tháng 11 năm 2012, rồi mở ra một cái gọi là năm đức tin. Năm đức tin cho chúng ta, tháng 11 năm 2012 có đức tin cho chúng ta, để rồi kết thúc vào tháng ngày 24 tháng 11 năm 2013. Thì Ngài cũng có nhắc đến cái kinh Lạy Cha này để cho chúng ta thấy rằng cái tầm quan trọng của kinh Lạy Cha không phải là chúng ta cứ thấy rằng gần chùa gọi bụt bằng anh, thấy nó là nó quá gần gũi nên chúng ta đọc rào. Nhiều khi người đọc nhanh, người đọc chậm, rồi đọc không suy nghĩ, đọc chẳng biết mình đọc cái gì luôn. Ấy, nhưng mà rõ ràng ở trong cái năm đức tin đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta học lại giáo lý Công giáo. Vì nhiều khi chúng ta thấy cái cuốn sách giáo lý Công giáo nó dày như vậy này, mà hầu như bây giờ hỏi ra thì nhiều người không có biết nó nằm ở chỗ nào, mà không biết nó mở như thế nào, hay nó biết nằm, không biết nó có nằm ở đâu hay tồn tại. Thì Ngài có nhắc cho chúng ta để mà chúng ta cử hành năm đức tin có 4 điều, không biết còn nhớ hay không, nhưng mà con cũng mới, vì hôm nay soạn bài giảng thì con mới đọc lại cái bài của Đức Cha, của cha Giuse Phan Tấn Thành. Thì Ngài có trong cái bài 16 của Ngài để mà hướng dẫn cái năm đức tin, thì Ngài có nhắc nhở rõ ràng có 4 điều mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta. Khi nói về đức tin thì thật sự nãy nói là chúng ta sống để thờ phượng Chúa, đúng rồi. Nhưng mà con thêm một tí, thờ phượng Chúa, tất cả mọi việc chúng ta thờ phượng Chúa cuối cùng là hy vọng rằng chúng ta được ơn cứu rỗi. Vì chúng ta thờ phượng Chúa để rồi chúng ta muốn làm gì chúng ta làm, chúng ta thờ phượng Chúa theo cái kiểu lối riêng của chúng ta, thì
nhiều khi ơn cứu rỗi nó còn xa vời với mỗi người chúng ta là sai. Thành ra là cái mục đích của chúng ta là phải đạt được ơn cứu rỗi. Thì năm thánh đức tin, Ngài có nói bốn phần để chúng ta, khi nói về đức tin thì chúng ta có, thứ nhất là chúng ta phải tuyên xưng đức tin. Chúng ta tuyên xưng đức tin qua kinh tin kính. Rồi chúng ta cử hành đức tin. Chúng ta cử hành đức tin qua việc chúng ta đang làm đây là phụng vụ và thánh thể, thánh lễ và tất cả cử hành phụng vụ các bí tích. Đấy là chúng ta cử hành đức tin. Tuyên xưng đức tin là chúng ta đọc kinh tin kính mỗi thánh lễ Chúa Nhật hay là những lễ trọng, lễ buộc chúng ta đọc. Rồi chúng ta phải cử hành đức tin. Không thể nào chúng ta ngồi ở nhà chúng ta bảo con tin Chúa mà thôi con để con ngủ tí, rồi con cứ đi làm cái chuyện gì đó. Chúng ta phải đến, chúng ta phải cử hành đức tin, phải tham dự thánh lễ, phải đi xưng tội. Cứ nghĩ mình ở đây bảo con chẳng thấy con có tội gì, hay thật. Rồi chúng ta biết đó, nhất tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, và là chúng ta có thêm một phần nữa là sống đức tin. Sống đức tin đó ở đâu? Làm sao chúng ta biết chúng ta đang sống đức tin? Thưa là chúng ta sống theo 10 điều răn Chúa dạy. Ấy là chúng ta sống đức tin. Và cuối cùng cầu nguyện, đó là kinh lạy cha mà ngày hôm nay chúng ta lại được nghe phúc âm của Thánh Matthew chương 6 câu 7 đến câu 15 nhắc nhở đến cái kinh lạy cha cho chúng ta. Bởi vậy nên đây là một cái kinh rất là quan trọng. Nếu trong cựu ước chúng ta có 10 điều răn Chúa dạy thì trong tân ước chúng ta lại có một cái kinh lạy cha do chính ngôi hai Thiên Chúa, con Thiên Chúa dạy cho mỗi người chúng ta. Và kinh lạy cha đó nó trở thành một cái biểu bối, một cái món quà vô cùng quan trọng cho mỗi người chúng ta, mà hầu như già trẻ lớn bé chúng ta đều phải có. Một em bé mà muốn được xưng tội phải thuộc kinh lạy cha thôi, không thuộc kinh lạy cha quý cha không cho xưng tội đâu, không cho xưng tội đức lễ đâu. Thành ra là phải thuộc kinh lạy cha, nên kinh lạy cha trở thành một cái điều gì đó vô cùng quan trọng cho đời Kitô hữu của chúng ta. Và chúng ta biết để được có kinh lạy cha này thì cũng theo cái bài số 16 mà cha Giuse Phan Tấn Thành, ngài dòng Đa Minh chúng con, ngài nói rằng nếu mà trong cái cuộc đời như con nhắc, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta ca hát, chúng ta dạy giáo lý, chúng ta làm đủ các, hay là làm tất cả những cái việc này việc kia trong phụng vụ, nhưng mà thật sự nếu chúng ta cuối cùng chúng ta không được ơn cứu rỗi thì cũng bằng không. Tại vì chính thánh gia, thánh cả, thánh Đa Minh của chúng con là vị sáng lập dòng, người chúng con luôn luôn nhắc nhở nhau rằng ban ngày thì ngài đi hành khất, đi giảng, gọi là giảng đạo hay là giảng chân lý, rao giảng lời Chúa chân lý cho mọi người. Nhưng mà tối về ngài khóc rất lớn, ngài cầu nguyện rất lớn là gì? Ngài chỉ cầu xin cho các linh hồn được ơn cứu rỗi. Ngài thấy rằng các linh hồn ngoài kia nhiều người nguy hiểm, mất, gọi là mất đức tin, không được ơn cứu rỗi. Thành ra ngài phải khóc lớn như vậy, cầu nguyện cả suốt cả đêm như vậy, không cho người khác ngủ luôn, cầu nguyện để làm sao để Chúa thương, để Chúa cứu rỗi các linh hồn. Bởi vậy nên ơn cứu rỗi trong cái khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta đọc kinh lạy cha không phải nói chuyện mà bâng quơ, nhưng mà nó liên quan đến ơn cứu rỗi của chúng ta, quý cụ, quý bà và anh chị em ạ. Thành ra là cha Phan Tấn Thành nói rằng để được ơn cứu rỗi, mỗi người chúng ta cần phải triệt để thực hành ba nhân đức tin cậy mến. Đấy, ít nhất là đi lễ mỗi ngày trong nguyện đường này phải biết ba nhân đức là tin cậy mến. Thì nếu ngài nói rằng đức tin, đối tượng của đức tin là kinh tin kính, thì đối tượng của đức cậy chính là kinh lạy cha. Đó, thấy không? Ta thấy tuyên xưng đức tin, rồi cử hành đức tin này, sống đức tin, rồi cuối cùng là cầu nguyện, là bốn cái khía cạnh mà năm thánh 2012-2013 chúng ta đã thực hiện. Chắc hơi lâu rồi, gần 10 năm là nhiều khi quên, nhưng mà đấy, kinh lạy cha mà hôm nay chúng ta đọc với nhau, chúng ta nghe với nhau, nó cái đối tượng của kinh lạy cha chính là đức cậy, là một trong ba nhân đức. Rồi đức mến là 10 điều răn, đức mến là 10 điều răn. Chính vì vậy mà khi dần lần giờ lại chúng ta sống kinh lạy cha là chúng ta thấy chúng ta đang đặt để mình trong cái niềm hy vọng, cái niềm trông cậy mà chính đức cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, mà chúng ta gọi là bậc đáng kính, đã nhắc nhở cho chúng ta là cái con đường hy vọng. Có lẽ nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta thấy chúng ta đau khổ quá, người thì mất chồng, người thì mất vợ, người thì mất công ăn việc làm, người thì đau yếu bệnh tật, rồi nghèo khó, nó cứ đeo đuổi mỗi người chúng ta. Đâm ra nếu chúng ta không có cái đường hy vọng, chúng ta sẽ khó mà chúng ta đạt đến ơn cứu rỗi. Bởi vậy kinh lạy cha lại một lần nữa ngày hôm nay chúng ta nghe
à, chúng ta cũng thuộc rồi, chúng ta không cần đọc lại. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đọc kinh lạy cha, chúng ta phải có một cái thái độ là chúng ta bỏ cái niềm trông cậy của chúng ta vào đó. Và cuối cùng thì liên quan đến kinh lạy cha, Ngài cũng nói rằng kinh lạy cha nó quan trọng bởi vì ba cái điều như sau. Thứ nhất là kinh lạy cha nó mang chúng ta gần gũi với Thiên Chúa. Nếu chúng ta đọc xong một kinh lạy cha mà chúng ta chưa gần gũi với Thiên Chúa là chúng ta chưa biết cách đọc. Tại vì là chúng ta thấy không có cái tình thương nào nó gần gũi cho bằng cái tình thương của người cha với người con. Có thể người ta cãi nói mẹ với con gần hơn, tùy theo mỗi người, nhưng mà tình cha con nó cũng vẫn thắm thiết lắm. Bởi vậy nên sắp sửa Chủ nhật này chúng ta có ngày Father's Day, giống cậu đoàn mình giỏi quá, hỏi cô nào biết câu đấy. Thì chúng ta biết rằng Father's Day tuần này chúng ta sẽ mừng, thì đối với trong kinh chúng ta đọc kinh lạy cha, chúng ta được cảm thấy chúng ta gần gũi với Thiên Chúa. Nếu trong Cựu Ước Thiên Chúa là một đấng rất là đáng sợ, khi xuất hiện một cái là chúng ta phải chạy tán loạn vì Ngài quá sáng láng, chúng ta sẽ chết mất, giống như mặt trời ấy, nó có thể làm cháy chúng ta, có thể đốt cháy chúng ta, có thể là làm cho chúng ta bị đuôi mắt nếu chúng ta tiếp tục nhìn thẳng vào đó. Thì nếu trong Cựu Ước Thiên Chúa như thế, thì trong Tân Ước tự nhiên chúng ta lại gọi Thiên Chúa là Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi đọc kinh lạy cha, chúng ta phải thứ nhất phải để chúng ta được gần gũi với Thiên Chúa. Và khi đọc kinh lạy cha thì chúng ta, Cha Thành cũng nhắc là nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rằng tất cả những điều gì chúng ta mong muốn sẽ được thực hiện. Con nghe có những người cầu nguyện cả 7 năm mấy mà Chúa chưa nhận lời, thì có chắc có lẽ là hai lý do mà cha Phan Tấn Thành đã đưa ra. Thứ nhất là mình cầu nguyện, Chúa Giêsu nói khi cầu nguyện chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ, phải cầu nguyện liên tục, chứ đừng có bữa đực bữa cãi. Nhiều khi cầu nguyện rất sốt sắng, xong ngày hôm sau chẳng biết Chúa là ai, gặp Chúa cũng nơ pha như vậy. Đó là khi chúng ta cầu nguyện với Chúa là trong kinh lạy cha là chúng ta sẽ đạt được điều mà mong muốn. Nhưng mà thứ nhất, cái điều mong muốn đó chúng ta phải có cái sự liên lỉ. Và thứ hai, chúng ta như là Thánh Phaolô nói, Thánh Augustino nói, Thiên Chúa là đấng tốt lành, thường thì Ngài không ban cho chúng ta những gì chúng ta mong muốn, ngõ hầu ban cho chúng ta điều mà lẽ ra chúng ta phải mong ước. Đúng ra chúng ta phải mong ước điều này, nhưng mà vì chúng ta mong ước điều kia nên chúng ta xin, bảo sao con mong ước điều đó Chúa sâu cho, tại vì đó không phải là Chúa muốn chúng ta, nhưng mà lẽ ra chúng ta phải mong muốn cái điều kia kia, nhưng mà chúng ta không muốn, bởi vậy nên chúng ta chưa được. Thành ra chúng ta phải học hỏi. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, và cuối cùng khi chúng ta đọc kinh lạy cha là nó đặc biệt ở chỗ là chúng ta được Thiên Chúa thứ tha. Xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng ta. Xin cho chúng ta mỗi khi biết đọc kinh lạy cha, chúng ta đọc với cả một cái đằng sau, một cái kho tàng mà bí ẩn ở trong đó. Qua đó để khi đọc kinh lạy cha, chúng ta được gần gũi với Thiên Chúa, chúng ta đạt được cái điều mà lẽ ra Chúa muốn chúng ta mong ước điều đó, và chúng ta được Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Để cuối cùng, sau khi chúng ta đã thờ phượng Thiên Chúa qua kinh lạy cha, chúng ta được ơn cứu rỗi.